Như vậy thì các thủ F6 sẽ là đội bóng được phạt bóng đầu tiên. Như vậy tiếng còi bắt đầu hiệp thi đấu thứ nhất đã được vang lên. Để tiện cho toàn thể quý vị các bạn tham gia theo dõi thì ngay sau đây chúng tôi xin phép được công bố đội hình ra sân hiệp thi đấu đầu tiên. Và ra sân trong trang phục quần sáng màu đỏ. Và đó là cú sút đầu tiên thuộc về FFC. Người vừa có tình huống chân. Phạt sẽ bên phía FFC. Tuấn Anh không phải. Cơ hội Tuấn Anh dứt điểm không được. Pha tiếp bóng bước một và xử lý rất khéo. Vẫn là Tuấn Anh. Không được. Cá ngang không được rồi. Rất khéo. Được chuyền tốt. Phản công. Có dứt điểm không? Tình huống dứt điểm không thành công. Thành luôn. Không được. Văn Phúc. Đó là pha xử lý của Văn Phúc số 10. Tưởng rằng như không có gì khó khăn đối với thủ thành bên phía các thủ F6. Thế nhưng rất khó hiểu trong pha xử lý bóng vừa rồi của thủ thành bên phía F6. Và bàn thắng đã được ghi dành cho các thủ FFC. Và người mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay thuộc về cầu thủ mã số 10 Văn Phúc. 1-0. 1-0 dành cho FFC. Ra ngoài sân và thay vào đó là cầu thủ mã số 17 Quang Trung. Cơ hội tiếp theo vừa rồi. Văn Phúc. Thành Tuân. Văn Phúc. Cắn ngang. Cơ hội không vào. Tình huống rất ngon ăn. Thế nhưng đội trưởng bên hơi chậm. Văn Bình. Dứt điểm ngay của Văn Bình. Cơ hội đã được tạo ra. Thế nhưng bàn thắng thứ hai thì chưa có. Phản công dành cho F6. Trọng Quân. Cú dứt điểm hơi vội. Phạt biên dành cho FFC. Người thực hiện là Văn Diệm. Tình huống chuyền dài của Văn Diệm dành cho Thanh Tuấn. Đánh đầu rất đẹp mắt. Như vậy đã có bàn thắng thứ hai. Xin lỗi các bạn, người vừa có tình huống đánh đầu đó là Văn Phúc số 10. Và cuối cùng thì Văn Phúc đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt dành cho các thủ FFC. Chỉ với hai chạm thôi. Đường chuyền của Văn Diệm dành cho Văn, hay còn gọi là Trung Lê Lê. Đánh đầu không được. Tình huống đánh đầu vừa rồi là của Tuấn Anh. Tuấn Anh. Đường chuyền bóng rất tốt của Tuấn Anh. Và bỏ lỡ vừa rồi là của Trọng Hùng. Văn Hải. Không phải, đó là Hùng Thái. Cú dứt điểm của Văn Hải không được. Được chuyền, dứt điểm không được. Số 2 và số 10 Văn Phúc. Cú dứt điểm ngay. Cơ hội không vào. Vẫn còn. Cơ hội vẫn chưa hề dứt điểm trong pha bóng vừa rồi. Liên tiếp là những tình. Ngày hôm nay thì Văn Diệm cũng đã có một ngày thi đấu thành công. Khi có rất nhiều những tình huống tắc bóng an toàn. Dứt điểm. Đó tiếp tục là Văn Phúc. Rất khó hiểu trong pha xử lý vừa rồi. Và người có bàn thắng thứ ba thuộc về các thủ FFC đó là cầu thủ mã số 97, đội trưởng bên phía FFC Văn Bình. Lỗi lớn nhất trong pha bóng vừa rồi thuộc về thủ thành bên phía F6, đó là Hữu Vĩ. Trọng Hùng dứt điểm không được. Pha tiếp bóng bước một rất tốt của Trọng Hùng. Minh Thuận. Tình huống dứt điểm ngay của Minh Thuận. Minh Thuận sẽ mang về cho các thủ F6. Tình huống đã phạt góc.
vậy thì tiếng còi mãn cuộc của trọng tài chính đã được vang lên. Tỷ số chung cuộc là 3-0 nghiêng về phía các thủ FC. Và ngay sau đây sẽ là lượt thi đấu thứ hai trong buổi tối khai mạc giải bóng đá Thanh Hóa Summer Cup F1 năm 2022. Và hy vọng rằng quý vị các bạn sẽ đồng hành tiếp cùng chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Thank you.